Ẩm ướt mà. Chắc là Dương Hồng sợ bị bỏ mũ ra không nhỉ? Không cần. Biết thế này là thề. Nhận tài à? Dạ. Ôi thế á? Kinh quá. Tao phải chụp anh chạy cái Azuma này. Diệp cũng sẽ được thế đấy Diệp ạ. Diệp đừng cười. Chú Binh tự sướng đi. Ai sao ở Ngân quay? Đang quay à? Ừ. Như kiểu công nhân. Công nhân mò. Nghe sao Ngân quay. Công nhân mò thật. Chuẩn bị vào hầm. À, vậy chứ luôn. Na 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 na. Nhận là cái áo bò này kiểu cùng mình đi chinh chiến rất nhiều. Đây, nhìn đi. Để mục đích của nó. Để trao chai nước à? Thế thì nước đâu mang hết cho Hồng. Ta cũng chuẩn bị có rồi. Xinh gái gãi nồi. Tao không hiểu cái này để làm gì. Cung lẹn nữa. Ta chỉ có chai nước và ta gì có gậy. Nhưng mà không có gậy. Em mà không có gì. Có đấy. Leader of the team. Đây. Leader. Có 3 tiếng đấy. Đây đây kẹp lên như chị này. Cầm để ta nhét lại cái. Đấy, thấy chưa? Tưởng à. Cứ cầm đi tôi sẽ biết. Chắc là tí chống á. Mỏi chân mà chống gậy á. Nhấc tay này xem nó buộc ở đâu. Nó chỉ là nhét vào đây thôi đúng không? Đấy. Thấy nào.